Nhật Bản xuất sắc cầm hòa Uruguay. MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Bon Tấn 60 triệu bảng. Real Madrid chạm cầu thủ đầu tiên. Xếp Juve tuyên bố bất ngờ về Pogba. Ronaldo du đấu Hàn Quốc. Pê chết trở lại Chelsea làm xếp, là những tin tức được cập nhật. Sau màn vùi dập Ecuador tới 4-0 ở lượt đấu đầu tiên, các cầu thủ Uruguay rất tự tin khi bước vào màn so tài với Nhật Bản, gồm phần lớn những gương mặt trẻ non kinh nghiệm mới thảm bại 0-4 dưới tay Chile. Tuy nhiên, thật bất ngờ là trong những phút đầu, chính vị khách mời tới từ châu Á mới là đội chiếm lĩnh được thế trận. Với sức trẻ và nhiệt huyết có thừa, Nhật Bản rất tích cực áp sát tranh chấp bên phần sân đối phương. Lối chơi táo bạo của họ khiến Uruguay thực sự gặp khó khăn trong việc lên bóng. Phải đến phút 13, đại diện Nam Mỹ mới tổ chức được đợt tấn công sáng nước đầu tiên. Đáng tiếc là sau pha dốc bóng và tạt vào như đặt của Cavani bên cánh phải, Suarez lại đánh đầu vào đúng vị trí của thủ môn Kawashima. Kể từ đây, Uruguay thi đấu tự tin hơn và tạo ra được thế trận tương đối sáng sủa. Rất tiếc là đúng vào lúc đang hưng phấn, họ lại bị dội một gáo nước lạnh. Phút 25, Midosi sau khi đón đường truyền dài vượt tuyến của đồng đội đã khéo léo loại bỏ một hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp làm tung lưới Uruguay, đã bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số. Uruguay còn tổn thất về nhân sự khi hậu vệ trái Diego Lasan của họ dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Giovanni Gonzalez ở phút 28. Dẫu sao, Uruguay vẫn được đánh giá cao hơn Nhật Bản và họ đã nhanh chóng thể hiện được bản lĩnh của mình. Phút 30, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã xác định Cavani bị hậu vệ đối phương kê chân trong vòng cấm, qua đó tặng cho Uruguay quả phạt đền. Từ cự ly 11m, Suarez dễ dàng đánh lừa thủ môn Kawashima mang về bàn gỡ cho Uruguay. Chỉ 4 phút sau, suýt nữa thì tỷ Cavani đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Uruguay. May cho Nhật Bản là cú đá trái phá bằng chân trái của Cavani lại đưa bóng tìm đến đúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang khung thành. Những tưởng Uruguay thế nào cũng gia tăng được cách biệt thì đến phút 59, bất ngờ lại một lần nữa xảy ra khi Midosi đá bồi cận thành hạ Muslera. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản cũng không kéo dài được lâu. Phút 66, trung vệ Jimenez đã đón quả phạt góc từ cánh trái của Lodeiro và đánh đầu tung lưới đội bóng áo trắng. Trong những phút còn lại, Uruguay tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành Nhật Bản. Thậm chí tiền đạo Suarez còn có một lần đánh đầu rồi xà ngang, nhưng lại không có bàn thắng nào được ghi thêm. Để Nhật Bản cầm hòa, Uruguay vẫn giữ được ngôi đầu bảng C với 4 điểm kiếm được sau 2 lượt trận. Trong khi đó, cơ hội đi tiếp vẫn còn với Nhật Bản khi họ chỉ phải gặp Ecuador ở lượt đấu cuối, còn Uruguay phải chạm trán đối thủ sừng sỏ Chile. Đến với các tin tức chuyển nhượng, MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Bon Tấn 60 triệu bảng. Nguồn tin uy tín từ Daily Mail xác nhận, đại diện của MU đang có mặt ở London để chốt vụ chuyển nhượng Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace. Hai đội bóng đã thống nhất được mức phí 60 triệu bảng. Trong vòng 48 giờ tới, thương vụ sẽ chính thức hoàn tất. Như vậy, Wan-Bissaka sẽ trở thành tân binh thứ hai của MU hè này sau Daniel James, với mức giá 60 triệu bảng. Hậu vệ 21 tuổi sẽ trở thành bản hợp đồng kỷ lục thế giới ở vị trí hậu vệ cánh. Các kỷ lục cũ thuộc về bộ đôi Benjamin Mendy và Kai Walker đều của Man City thiết lập cách đây 2 năm với giá 50 triệu bảng. Llorente rời Real sang Atletico Madrid. Trên trang web chính thức của câu lạc bộ, cả Real Madrid và Atletico Madrid thông báo đã đạt được thỏa thuận về tương lai của Marcos Llorente. Theo đó, cầu thủ Tây Ban Nha sẽ rời Real để gia nhập Atletico Madrid theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Llorente là một sản phẩm của lò đào tạo Castilla. Năm 2016, anh được triệu tập lên đội 1 nhưng không được ra sân thường xuyên. Mùa giải 2018-19 vừa qua, cầu thủ 24 tuổi cũng chỉ ra sân vỏn vẹn 15 trận tính trên mọi đấu trường. Vì Llorente còn hợp đồng tới hè 2021,
Atletico phải mất 40 triệu euro cho Real mới có thể sở hữu anh. Như vậy, Llorente trở thành cầu thủ đầu tiên rời Real Madrid hè này và là tân binh thứ 3 của Atletico Madrid sau Philippe từ Porto và Nicolas Ibanez Atletico San Luis. Pechet sắp làm sếp ở Chelsea. Theo Sky Sports đưa tin, Chelsea sắp bổ nhiệm Pechet cho vị trí giám đốc kỹ thuật của đội bóng. Cựu thủ thành 37 tuổi đã có mặt tại Stamford Bridge hôm qua để hoàn thành các thủ tục giấy tờ. Pechet có 11 năm gắn bó với Chelsea, giành 13 danh hiệu. Năm 2015, Pechet quyết định ra đi để chuyển sang khoác áo đội bóng hàng xóm, Arsenal. Cuối mùa giải 2018-19, Pechet tuyên bố giải nghệ. Tại Chelsea, Pechet sẽ đảm đương vai trò Michael Emanalo để lại sau khi rời Stamford Bridge tới Monaco. Nhiệm vụ đầu tiên của Pechet là tham vấn cho ban lãnh đạo đội bóng về mục tiêu thay thế huấn luyện viên Maurizio Sarri. Sếp Juve tuyên bố bất ngờ về Pogba. Chuyến đi quảng bá hình ảnh tại Nhật Bản, Paul Pogba bất ngờ thổ lộ dự định chia tay MU để kiếm tìm một thử thách mới. Điểm đến được cho là ưa thích nhất của Pogba vào thời điểm hiện tại là Real Madrid. Tuy nhiên, sau khi đã chi ra hơn 300 triệu bảng để chiêu mộ các tân binh trong giai đoạn đầu mùa hè 2019, nhiều chuyên gia tin rằng Los Blancos sẽ khó có thể bỏ ra thêm 150 triệu bảng để chiêu mộ Pogba. Trước tình cảnh này, phía Juventus đã có những động thái muốn nhảy vào hỏi mua Pogba. Tuyên bố của giám đốc thể thao Fabio Paratici cho thấy điều đó. Pogba là cầu thủ giỏi, cậu ấy đang chơi cho MU. Chúng tôi rất thích Pogba bởi cậu ấy đã chơi bóng cho Juve nhiều năm. Cậu ấy đã trưởng thành lên rất nhiều và trở thành nhà vô địch vương quốc. Tất nhiên là chúng tôi thích cậu ấy. Juve thích Pogba nhưng không dễ để họ có được tiền vệ người Pháp. MU không có ý định bán nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội bóng. Pogba có hợp đồng với Quỷ Đỏ tới hè 2021. Ronaldo du đấu Hàn Quốc. Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Hàn Quốc League thông báo đã hoàn tất thủ tục đưa câu lạc bộ Juventus sang Hàn Quốc đá giao hữu lúc 20 giờ địa phương ngày 26 tháng 7 tại sân vận động Gungkuk Seoul. Một đội hình bao gồm các ngôi sao sáng nhất của giải KLEAGUE sẽ được tuyển chọn để chạm trán Juve. Phía đội bóng Italia cam kết sẽ mang đến Hàn Quốc đội hình mạnh nhất, bao gồm siêu sao Cristiano Ronaldo. Dombele có giá cắt cổ. Theo tờ L'Equipe, câu lạc bộ Lyon đã nhận được 3 đề nghị hỏi mua Tanguy Dombele đến từ Juventus, Tottenham và MU. Tuy nhiên, phía Lyon đòi mức giá những 90 triệu euro, và cá nhân Dombele cũng không vội rời Lyon do anh muốn đá chính để duy trì cơ hội dự Euro 2020 với DT Pháp. Everton hỏi mua Juma. Tờ Telegraph cho biết Everton đã gửi lời hỏi mua trung vệ cấp Juma tới Chelsea sau khi Juma đá cho Everton mùa 2018-19 dưới dạng cho mượn. Được biết Chelsea sẵn lòng muốn bán nhưng họ không muốn cho Juma ra đi với mức giá rẻ hơn 40 triệu bảng. Đến với bóng đá Việt Nam, thầy Park gia hạn hợp đồng, tiền Thái Lan không thể mua được. Huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều lý do để tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, nơi mà với ông tiền không phải là mối bận tâm hàng đầu, và người Thái hẳn thấy tiếc nuối, phải chi ông, thích tiền nhiều. Thái Lan mơ thầy Park, đó là sự thật. Có thông tin rằng liên đoàn bóng đá nước này sẵn sàng trả lương cao gấp 4-5 lần so với con số 20.000 đô la Mỹ trên tháng mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang nhận trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Rõ ràng, chỉ nghe thôi người hâm mộ Việt Nam đã thấy lo. Lo VFF không khẩn trương xúc tiến việc tái ký hợp đồng thì người làm nên những bước nhảy vọt cho bóng đá Việt Nam thời gian qua, từ U23 Việt Nam đến tuyển Việt Nam, có thể bị kình địch Thái Lan cướp mất. Mà không chỉ Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo còn được nhiều đội bóng khác chú ý, ngưỡng mộ. Nhưng nếu suy nghĩ thấu đáo hơn một chút,
sắp xếp lại hành trình từ lúc chiến lược ra này bén duyên với bóng đá nước nhà tháng 10 năm 2017, sẽ thấy khả năng đó khó mà xảy ra, nhất là với tính cách trọng tình nghĩa như huấn luyện viên Park Hang-seo, người cảm thấy được sinh ra lần nữa khi đến Việt Nam. 2. Với một người có tâm và tài dụng quân như thầy Park, chuyện VFF phải nhanh chóng đàm phán ra hạn giữ chân ông là lẽ đương nhiên. Theo kế hoạch thì việc này được thực hiện trước 3 tháng hết hợp đồng hiện tại. Tuy nhiên, việc người Thái nhăm nhe muốn cướp ông, cùng sự quan tâm lớn của dư luận, đã thôi thúc các quan chức liên đoàn hành động sớm hơn. Dự kiến, trong tuần tới đôi bên sẽ ngồi lại đàm phán ký mới với hợp đồng có thời hạn ít nhất 2 năm cùng mức lương được cả truyền thông Hàn Quốc loan báo, tăng GRP đôi so với hiện tại, thậm chí hơn, từ 40.000 đô la Mỹ, 50.000 đô la Mỹ trên tháng. Đây sẽ là con số cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam dành cho một nhà cầm quân ngoại. 3. Và cũng còn một sự thật, ngoài tiền lương 20.000 đô la Mỹ trên tháng mà huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được khi ngồi ghế nóng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ngoài những giá trị to lớn khác không đếm được bằng tiền, ông cũng kiếm được không ít từ các nguồn thu quảng cáo. Vậy nên đừng quan trọng quá chuyện phải tăng lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo lên mức nào cho đủ, cho tương xứng. Quan trọng nhất là VFF muốn giữ ông như thế nào, bởi nếu e ngại,